Bán nhánh linh sam đa ưu điểm nha bạn. Hôm nay nói chung dịch bệnh rồi mình không có quay clip nữa. Nay mình quay một số clip giải trí chơi thôi. Cái này nếu bán gửi cũng được, hôm nay ra rẻ quá trời nữa bạn, ra rẻ đặt cái bầu luôn nè. Nếu bán mình cũng phải qua dịch mình mới gửi được. Tại mình gửi công ty GVT nay nó nghỉ thì chỉ còn bưu điện, hình như còn bưu điện là nó cứ shipper là đi được hả bạn. Hầu như là không ai được. Nó ra đặt cái bầu luôn bạn ơi. Cứ ngắt cái bầu luôn. Có một số anh em quay trên clip mà hỏi dòng đa ưu điểm nhưng mà không biết nguyên nhân sao mà nó có cái tên đa ưu điểm. Cái đa ưu điểm là do cái người đầu tiên giống như kiểu mà phát hiện ra cái giống này bạn ơi. Giống như đa đa là nhiều, ưu điểm là nhiều ưu điểm á, là nó hội tụ được nhiều ưu điểm nên cái có thể lúc mà phát hiện ra người ta đặt là đa ưu điểm, người ta không biết đặt tên gì nên người ta đặt đa ưu điểm nha bạn, là được là hội tụ được nhiều ưu điểm trong dòng linh sam á. Có số anh em trồng cây đa ưu điểm mà không biết cái tên nó từ đâu, thường cái tên là do người ta đặt thôi bạn ơi. Đa ưu điểm là hội tụ được nhiều ưu điểm á. Và ưu điểm nó là cái gì? Lá nó nhỏ và nó xanh đậm hơn cái cây song hinh. Song hinh hồi xưa là nó là cái giống nó cũng chuẩn rồi, nhưng mà cái dòng này nó giống như nó vượt trội hơn cái song hinh tí xíu, là cái bông nó sẽ tím đậm hơn song hinh và cái cánh bông nó sẽ đều hơn. Còn hương thơm thì nói chung linh sam nào nó cũng có hương thơm hết nha bạn, đa phần là gần như là 90% linh sam là có linh, hầu như gần 100 luôn á. Mình thấy cái giống nào nó cũng có hương á, ít hay nhiều thôi. Ưu điểm nó là lá nó nhỏ, nó ít gai nè bạn. Còn song hinh là đặc trưng là nó rất là giống cây đa ưu điểm nhưng mà lá, nhưng mà nó sẽ có gai, nó giống lắm nha. Một số người, một số anh em mới chơi nhiều khi không để ý. Song hinh lá trung nó giống đa ưu điểm lắm, nhưng mà nó có gai. Cái này nó khác cái chỗ là nó không có gai thôi nè đó. Và lá của này nó ngắn hơn cái lá song hinh lá trung một tí xíu, và nó tròn và nó xanh đậm hơn, nên cái lá nó đẹp hơn cái lá song hinh tí xíu. Cái bông nó cũng nói chung là nó cũng ấn tượng hơn á, nó đậm, tím đậm hơn tí xíu. Nhánh nó cũng dẻo nè, nó rất là dẻo. Song hình nhánh cũng dẻo nhưng mà cái này nhánh nói chung được như cái là nhánh dẻo nè đó. Còn bẻ rất là, một số dòng linh sam nhánh nó giòn như 86 là nhánh nó giòn lắm, Lý Tân Phú này giòn. Ít gai. Lá xanh đậm và trổ quanh năm. Cành nhánh dẻo. Nói chung nó hội tụ được nhiều ưu điểm á bạn. Nó bền chi nữa, dòng này nó bền chi. Nó bền chi lắm. Lúc mình vô cây rồi mình không sợ nó chết nhát rồi bậy bạ. Bán nhánh các bạn. Mình còn số lượng nhánh cũng nhiều, cũng còn mấy trăm. Nói chung mình đã ngưng chiết cành nữa rồi, tại giai đoạn này giai đoạn dịch bệnh quá mình ngưng chiết nữa rồi. Còn ai mà đặt nữa thì mình sẽ bầu. Cái dòng này thì nói chung nó ra ấy lẻ mà. Nay mình quay một số clip giải trí thôi, với lại một số clip mình đăng cho có clip để anh em coi thôi, chứ thật sự mùa này cũng không có buôn bán gì được bạn ơi. Quay chơi cho có clip cũng được, giải trí lên nói chuyện. Ngày nào mình không quay clip mình thấy cũng buồn. Hôm nay gần cả tuần rồi mình hình như mình không có quay clip luôn. Hôm nay ở nhà làm cây thôi bạn ơi. Giai đoạn này không có ra đường được, toàn miền Tây luôn, hình như 19 tỉnh lần thì theo chỉ thị 16 không có ra đường được, cũng khó gửi hàng các bạn. Gửi hàng mà nó cũng chập giật lắm. Quay clip anh em coi chơi giải trí cũng được. Nay ra rễ quá trời bạn ơi. Nếu mà cái vườn này mình bầu hết công sức á, cái vườn của mình bầu hết công sức chắc cũng cả chục ngàn nhánh được á. 3 1 bầu 3 khoảng 10.000 nhánh. Nếu mà mình bầu hết công sức cái vườn này chắc khoảng 10.000 nhánh á. Nhưng mà không có bầu hết bạn ơi. Bầu riêng giờ chỗ chỉ có ai đặt mình mới bầu thôi chứ bầu qua ra nhiều quá, chiếc cành ra nhiều quá cũng không có bán nổi đâu bạn ơi. Ít người mua số lượng lớn lắm. Số lượng người mà trồng mua số lượng lớn nó cũng ít lắm. 10.000 nhánh là trung bình khoảng mình trồng được gần trung bình khoảng 1 hectare. 1 hectare các bạn.
Nếu đất đẹp đẹp các bạn trồng được được khoảng 1 hecta, nếu mà nhánh đó, trồng được 1 hecta khoảng trung bình 1 mét một cây, trồng được 1 hecta nha, một mẫu á. Dòng linh sam đau để nha bạn, cái này anh em nào có chốt, tại mình cũng còn nhiều đơn hàng nhưng mà mình chưa gửi được, có chốt thì khoảng vài ba bữa nữa hết chỉ thị 16 thì shipper đâu có chạy lại thì gửi hàng đâu gửi đi thoải mái, thì vài bữa nó dịch bệnh rồi nó có thể là nó thuyên giảm hay gì đó thì chạy lại thì mình sẽ gửi hàng, cứ chốt hàng là mình sẽ bỏ đó rồi mình vài ba bữa mình sẽ gửi hàng nha bạn. Linh sam đau điểm các bạn ơi.